Tony xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh FBNC. Và bản tin ngày hôm nay ngày 19 tháng 12 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, ông Biden xét nghiệm âm tính sau khi cố vấn nhiễm COVID-19. Ông Macron có thể đã nhiễm COVID-19 từ cuộc họp Hội đồng châu Âu. COVID-19 tăng mạnh tại Pháp sau khi Tổng thống dương tính. Tại Việt Nam, sức khỏe 3 người Việt Nam tiêm thử vaccine COVID-19 ổn định. Nanogen sẽ thuê đơn vị độc lập giám sát thử nghiệm vaccine COVID-19 Made in Việt Nam. Ca mắc COVID-19 tiên lượng rất nặng ở Quảng Nam, tình trạng suy hấp có xu hướng xấu. Tính đến 18 giờ ngày 18 tháng 12, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 75,3 triệu ca, trong đó số ca chữa khỏi là gần 52,9 triệu ca và số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt mức 1,6 triệu ca. Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với hơn 17,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 317.000 ca tử vong. Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, với tổng số người mắc COVID-19 đã hơn 9,9 triệu ca và hơn 144,8.000 ca tử vong. Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, với số người nhiễm COVID-19 là hơn 7,1 triệu ca. Tuy nhiên, số ca tử vong ở quốc gia này đứng thứ hai thế giới với gần 184,8.000 ca đã tử vong. Nga đứng vị trí thứ tư với tổng số người nhiễm COVID-19 là hơn 2,7 triệu người, trong đó hơn 49,7.000 ca tử vong. Thưa quý vị, sau khi hạ nghị sĩ Sirik Richmond cũng là cố vấn thân cận với ông Joe Biden xét nghiệm dương tính với COVID-19, thì tất cả các thành viên xung quanh đã nhanh chóng được xét nghiệm, kết quả của ông Joe Biden là âm tính. Ông Seth Richmond là hạ nghị sĩ và cố vấn thân cận của ông Joe Biden. Vì ông Richmond nhiễm COVID-19 những ngày qua, dẫn đến nhiều lo ngại về việc sẽ có thêm các nhân vật cấp cao xung quanh vòng tròn của ông Biden mắc bệnh. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, tình hình đã được khống chế, chưa ghi nhận ca nhiễm nào lây từ ông Richmond. Ông Richmond sau đó cũng phát biểu tại trung tâm y tế cho biết mình hoàn toàn mạnh khỏe, vẫn làm việc bình thường. Ông muốn gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ đã tận tình giúp đỡ. Ông Richmond dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc văn phòng các sự việc công cộng và liên chính phủ của Nhà Trắng. Truyền thông Mỹ vừa cho biết 5,9 triệu liều vaccine của Moderna đã sẵn sàng được phân phối ra công chúng một khi nhận được giấy phép từ cơ quan quản lý thực phẩm dược phẩm Hoa Kỳ FDA. Nước Mỹ liên tục trải qua những ngày tháng chết chóc do COVID-19 gần đây, và sau một tuần kể từ khi vaccine của Pfizer kết hợp cùng BioNTech ra mắt, sự xuất hiện của vaccine do Moderna phát triển đang hứa hẹn sẽ giúp quá trình tiêm chủng được thuận lợi và mau chóng hơn. Các cuộc thử nghiệm của Moderna đã hoàn tất và dữ liệu đều cho thấy sự lạc quan khi không có ai có triệu chứng bất thường. Theo Ủy ban Cố vấn của FDA, họ rất ủng hộ việc cấp phép cho vaccine của Moderna, hy vọng quá trình này sẽ sớm được thông qua. Trong cuộc họp mới đây, thì Ủy ban Cố vấn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Mỹ FDA cho biết họ muốn vaccine của Moderna được cấp phép, trước mắt là sử dụng trong các tình huống khẩn cấp, sau đó là toàn bộ cộng đồng. Trong suốt buổi họp, tất cả thành viên đều đồng ý ý kiến nên cấp phép cho vaccine của Moderna. Cuối buổi họp, các đại biểu cũng biểu quyết với 20 phiếu ủng hộ và 0 phiếu phản đối. Dự kiến FDA sẽ có một vài ngày để quyết định vaccine của Moderna có được dùng trong những tình huống khẩn cấp hay không. Một tuần trước, Ủy ban Cố vấn của FDA cũng họp báo ủng hộ vaccine của Pfizer và BioNTech. Sau đó một ngày, FDA chính thức cấp phép sản xuất hàng loạt và đưa ra công chúng. Hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer đã nộp đơn vào ngày 18 tháng 12 để được phép sản xuất và đưa vào sử dụng vaccine của mình ở thị trường Nhật Bản. Nếu được chấp nhận thì Pfizer sẽ là hãng cung cấp vaccine nước ngoài đầu tiên cho Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản và Pfizer đã đạt được các đồng thuận sơ bộ về việc Pfizer cung cấp khoảng 120 triệu liều vaccine để tiêm chủng cho khoảng 60 triệu người, chiếm một nửa dân số Nhật Bản. Sau khi được cấp phép chính thức, quá trình này sẽ bắt đầu được bắt tay ngay. Trước Nhật, có Mỹ và Anh cũng bắt đầu tiêm vaccine do Pfizer chế tạo. Singapore được dự đoán sẽ có các bước đi tương tự vào những ngày tới. Liên minh châu Âu đang có kế hoạch tiêm chủng vaccine cho toàn bộ dân cư của khối trong vòng 10 ngày nữa, có thể là ngày 27 tháng 12, sau khi nhiều người chỉ trích khối đã chậm trễ trong việc tiêm phòng, nhất là sau khi Mỹ và Anh đã thật sự bắt tay. Nếu kế hoạch bắt đầu tiêm chủng vaccine được thực hiện ngày 27 tháng 12, sẽ là chậm hơn 3 tuần sau khi vaccine bắt đầu được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp ở Anh từ ngày 3 tháng 12, Canada từ ngày 9 tháng 12 và Mỹ từ ngày 11 tháng 12. Dự kiến vaccine được chọn sẽ là sản phẩm của Pfizer của Mỹ, hợp tác cùng BioNTech của Đức. Hiện tại, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA đang xem xét và dự kiến sẽ có câu trả lời trong những ngày kế tiếp. Cùng với Đức, Ý và Áo cũng cho biết nếu kế hoạch được thông qua, họ cũng bắt đầu tiêm chủng toàn quốc vào ngày 27 tháng 12.
Theo văn phòng Tổng thống Pháp, thì ông Macron có thể nhiễm COVID-19 trong khi họp tại Hội đồng châu Âu cùng với hàng loạt quan chức cấp cao khác của khối. Và điều này đang gây ra nhiều lo lắng vì có thể sẽ có nhiều ca khác sẽ phát sinh trong những ngày sắp tới ở các lãnh đạo cao cấp. Văn phòng Tổng thống Pháp trước đó cho biết ông Macron có kết quả dương tính với COVID-19 và ngay lập tức đã được mang đi cách ly an toàn. Tuy nhiên, sức khỏe của ông vẫn ở trạng thái tốt và hoàn toàn có thể làm việc từ xa. Dự kiến các hoạt động sắp tới của ông Macron đều phải hủy, kể cả chuyến thăm tới Lebanon vào ngày 22 tháng 12. Việc nhiễm COVID-19 tại cuộc họp cấp cao châu Âu sau khi tiếp xúc hàng loạt các lãnh đạo khác của ông Macron đang gây lo ngại cho nhiều quốc gia có gửi phái đoàn tới tham dự cuộc họp. Một ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thì người được xét nghiệm dương tính với COVID-19, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cho biết ông đã xét nghiệm với kết quả âm tính, tuy nhiên thì vẫn sẽ tự cách ly nhằm đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Thủ tướng Bồ Đào Nha Costa đăng lên Twitter nói tình hình sức khỏe của mình rất tốt, không có bất kỳ triệu chứng gì của COVID-19 và cũng đã xét nghiệm âm tính. Trước đó một ngày, ông Costa có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron, người đã có xét nghiệm dương tính. Dù không nhiễm COVID-19, nhưng Thủ tướng Costa vẫn sẽ tự cách ly và hủy mọi hoạt động công cộng kể từ hai chuyến thăm cấp nhà nước đến Southampton và Guinea-Bissau từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12. Bộ trưởng Y tế Pháp Jérôme Salomon cho biết, sau khi Tổng thống Macron xét nghiệm dương tính thì số ca mắc COVID-19 của nước này đã tăng đột biến với 18.254 bệnh nhân mới trong 24 giờ, cao nhất trong những ngày gần đây. Trong buổi họp báo, Bộ trưởng Salomon cũng bày tỏ sự lo lắng vì các ca tăng nhanh như vậy, nhất là khi Giáng sinh đã gần kề. Việc các ca nhiễm tăng cao trong thời điểm cuối năm làm chúng ta phải tiếp tục các biện pháp cách ly phong tỏa chặt chẽ. Bên cạnh đó cũng đòi hỏi ý thức từ mỗi công dân nên giãn cách xã hội, rửa chân tay thường xuyên, đeo khẩu trang và cách ly càng sớm càng tốt khi có triệu chứng khả nghi. Những ngày qua, Pháp đã bắt đầu gỡ bỏ một số biện pháp phong tỏa để người dân dễ dàng mua sắm hơn, phục vụ Giáng sinh. Tuy nhiên, các biện pháp giới nghiêm vào ban đêm vẫn giữ nguyên. Nhiều ý kiến chỉ trích các biện pháp của chính phủ không đồng nhất và không quyết liệt nên hiệu quả không cao. Nhà vua Thụy Điển mới đây thừa nhận nước này đã thất bại trong công cuộc phòng chống COVID-19. Đây được xem là một lời chỉ trích với các chính sách của chính phủ, nhất là thời gian gần đây thì số người cao tuổi tại nước này thiệt mạng tăng cao đột biến. Thời gian qua, Thụy Điển bị chỉ trích vì chính sách lơ là với COVID-19. Chính phủ giải thích họ muốn đạt miễn dịch cộng đồng cho dân chúng. Do đó, các trường học, nhà hàng, địa điểm mua bán kinh doanh vẫn rất ít đóng cửa. Điều này trái ngược với phần lớn các quốc gia châu Âu khác. Tuy nhiên, chính sách này đang ngày càng bị chỉ trích vì số người thiệt mạng vẫn tăng lên mỗi ngày. Tháng trước, con trai và con gái của nhà vua Thụy Điển cũng dương tính với COVID-19. Thụy Điển hiện vẫn đứng thứ 15 châu Âu với hơn 357.000 người nhiễm và gần 8.000 bệnh nhân đã tử vong. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính phủ vẫn đang xem xét kỹ lưỡng quy trình phát triển vaccine của nước này. Ông cho rằng vaccine Sputnik V Nga đang phát triển rất an toàn và hiệu quả. Ông sẽ sử dụng nếu có loại phù hợp với lứa tuổi của mình. Theo cơ quan y tế Nga công bố, vaccine Sputnik V của nước này đã được thử nghiệm thành công với các tình nguyện viên từ 18 đến 60 tuổi và họ cũng khuyến khích những công dân trong độ tuổi này nên tiêm vaccine trước. Cơ quan y tế Nga cũng nói thêm, với các đối tượng trên 60 tuổi, họ đang tiến hành thử nghiệm riêng rẽ và có kết quả khả quan. Tổng thống Putin nói thêm, ông đã 68 tuổi, quá tuổi trong phạm vi tiêm chủng vaccine, có thể ông sẽ tiêm vaccine khi quá trình thử nghiệm cho người già kết thúc. Nga hiện là một trong những quốc gia đã dẫn đầu về phát triển vaccine. Nước này trong quá khứ cũng thành công với hàng loạt vaccine chữa các bệnh uốn ván, đậu mùa. Thưa quý vị, theo truyền thông Ả Rập Xê Út thông báo thì nước này đã bắt đầu quá trình tiêm chủng vaccine cho toàn bộ dân cư vào ngày 17 tháng 12. Bộ trưởng Y tế Tawfiq Al-Rabiat sẽ nằm trong nhóm đầu làm gương tiêm vaccine. Ả Rập Xê Út cũng thông báo nước này quyết định không chọn vaccine của Trung Quốc. Sau nhiều cân nhắc, họ sẽ chọn vaccine của Pfizer của Mỹ cùng đối tác BioNTech của Đức. Chính phủ Ả Rập Xê Út cũng cho biết những người muốn tiêm chủng vaccine có thể đăng ký qua một app trên điện thoại. Tất cả vaccine đều miễn phí cho công dân lẫn người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út hiện đang đứng thứ 10 châu Á với hơn 360.000 người nhiễm, hơn 6.000 người đã tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm 181 bệnh nhân mới. Tin tức tại Việt Nam, ngày 18 tháng 12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Bình Dương, được cách ly ngay. Hiện Việt Nam có 1.410 bệnh nhân.
Thông tin các ca mắc mới cụ thể như sau. Bệnh nhân 1408 là nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Bệnh nhân 1409 là nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Bệnh nhân 1410 là nam, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 12 năm 2020, các bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010 được cách ly tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 17 tháng 12 tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 18 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 1410 ca mắc COVID-19, trong đó 1266 ca đã được chữa khỏi và 35 ca tử vong. Hôm 17 tháng 12, thì 3 tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen. Học viện Quân y là đơn vị được Bộ Y tế chọn để thực hiện thử nghiệm. Như vậy thì Việt Nam đã chính thức ghi tên vào danh sách một trong 40 nước thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người. Ngay sau khi có thông tin tuyển người tình nguyện để thử nghiệm vaccine COVID-19, đã có rất nhiều người đăng ký để được tham gia. Qua rất nhiều vòng kiểm tra, đánh giá về sức khỏe và sự đồng thuận của gia đình đã lựa chọn được 60 người tham gia thử nghiệm. Những người tham gia đều cảm thấy yên tâm và tự hào khi là người đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Một nữ tình nguyện viên chia sẻ, đây là công việc rất ý nghĩa, tôi rất mong muốn đóng góp một phần trong phòng chống dịch bệnh. Để bảo vệ quyền lợi người tình nguyện, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đã có gói bảo hiểm với tổng giá trị quyền lợi 20 tỷ đồng cho người tình nguyện trong tình huống gặp sự cố sức khỏe được xác định do vaccine Nanocovax. Trong đó, quyền lợi tối đa cho cá nhân là 100 triệu đồng. Đến sáng ngày 18 tháng 12, thì 3 tình nguyện viên của chiến dịch thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 Nanocovax do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất đã trải qua hơn một ngày sau khi được tiêm thử mũi đầu tiên. Đại diện Học viện Quân y Hà Nội cho hay, đến nay thì cả 3 tình nguyện viên đều khỏe mạnh, đây là tín hiệu tốt. Hiện tại, họ đang được theo dõi sức khỏe tại Viện Nghiên cứu Y Dược, Học quân sự, Học viện Quân y, theo đúng quy trình đã được Hội đồng Đạo đức của Bộ Y tế phê duyệt trước đó. Hàng ngày, cán bộ y tế sẽ đến thăm hoặc gọi điện thoại cho họ. Người tình nguyện sẽ được mời đến điểm nghiên cứu tối đa 6 lần trong khoảng 10 tuần. Nhật ký được các bác sĩ theo dõi đến 180 ngày kể từ mũi tiêm thứ nhất để đánh giá tình hình sức khỏe của tình nguyện viên. Công ty Nanogen sẽ thuê tổ chức giám sát độc lập để theo dõi quy trình nghiên cứu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tình nguyện viên tiêm thử vaccine COVID-19. Bộ Y tế cho biết, công ty Nanogen sẽ thuê một tổ chức giám sát độc lập để giám sát quy trình nghiên cứu nhằm tuân thủ đề cương, phát hiện sớm các triệu chứng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tình nguyện viên. Đặc biệt, các số liệu nghiên cứu thu thập được trước và sau khi tiêm vaccine phải đảm bảo tính khách quan, khoa học và trung thực. Đại diện Bộ Y tế cũng cho biết, trong nghiên cứu vaccine thì giai đoạn tiêm thử nghiệm được đánh giá là quan trọng nhất. Đây là giai đoạn đánh giá độ an toàn. Nếu xảy ra tai biến không mong muốn trong quá trình tiêm, thì các đơn vị sẽ xử lý được. Song song với việc nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19, Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vaccine trên thế giới để tiêm đại trà cho người dân phòng chống dịch bệnh. Bộ Y tế cho biết, ngoài vaccine Nanocovax, dự kiến trong tháng 1 năm 2021, Bộ Y tế sẽ thẩm định và sau đó tháng 2 năm 2021 sẽ triển khai thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Nha Trang, gọi tắt là IVAC. Giáo sư Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho biết, đến thời điểm này đã có khoảng 300 người tình nguyện tham gia đăng ký thử nghiệm vaccine COVID-19. Các trường hợp này được khám sàng lọc, khai thác kỹ tiền sử dị ứng, lấy mẫu xét nghiệm, điện tim, chụp X quang. Sau đợt thử nghiệm này, tháng 3 năm 2021 tới, Học viện Quân y sẽ tiến hành giai đoạn 2 của thử nghiệm trên người, dự kiến tiêm cho 400 đến 600 người. Giai đoạn 3 dự kiến tiến hành vào tháng 8 năm 2021. Bộ Y tế cho biết sẽ hỗ trợ thủ tục để nghiên cứu đa trung tâm, tiêm trên 10.000 người ở Việt Nam, Bangladesh, Ấn Độ và Indonesia. Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế cho hay, Việt Nam đang phối hợp với các bên liên quan để sớm tiếp cận nguồn vaccine COVID-19 trên thế giới. Bộ Y tế chỉ đạo sớm đưa vaccine COVID-19 vào phục vụ người dân. Thế nhưng trong trường hợp tiếp cận sớm được với vaccine, cũng chưa thể tiêm ngay cho 100% dân số. Bác sĩ Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho hay, đơn vị vừa tổ chức hội chẩn điều trị cho bệnh nhân 1405, 73 tuổi, quê ở Cà Mau, mắc COVID-19 cùng nhiều bệnh nền kèm. Cụ ông 73 tuổi mắc COVID-19 cùng nhiều bệnh nền kèm hiện đã giảm sốt, tuy nhiên thì tình trạng suy hô hấp có xu hướng xấu hơn. Ngày 17 tháng 12, bệnh nhân sốt giảm, tuy nhiên tình trạng suy hô hấp có xu hướng xấu hơn.
Theo kết luận hội chẩn, bệnh nhân bị viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, ngoài ra mắc các bệnh kèm thoát vị bẹn và rốm, xuất hiện tiêu hóa trên mức độ nặng, tạm ổn. Do vỡ trứng tĩnh mạch thực quản và loét dạ dày, tăng huyết áp, đái tháo đường thai hay, xơ gan do virus viêm gan B, tiên lượng suy hô hấp tiến triển, nguy cơ thuyên tắc phổi cao, nguy cơ tái xuất huyết tiêu hóa cao. Về hướng điều trị tiếp, các bác sĩ sẽ hỗ trợ hô hấp, tiếp tục thở oxy giọng mũi, theo dõi diễn tiến lâm sàng và khí máu động mạch, thuốc đặc trị COVID-19 sau đó. Đánh giá lại lâm sàng và cân nhắc kéo dài hơn, điều chỉnh đường huyết, điều chỉnh huyết áp và điều trị, hỗ trợ các triệu chứng khác. Ngoài ra, bệnh viện xin ý kiến của Bộ Y tế về thừa nguyên tắc phổi. Thưa quý vị, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An cho biết, sau thời gian Sở Y tế hoàn thiện thủ tục đấu thầu, mua sắm, thì CDC đã được trang bị lắp đặt hệ thống máy real-time PCR Achievement System và đã chính thức đưa vào vận hành xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác chống dịch COVID-19. Đây là hệ thống máy xét nghiệm hiện đại, gồm có hệ thống tách chiết DNA, RNA và Mixed PCR tự động, hệ thống đầu độc Real-Time PCR và các trang thiết bị kèm theo. Hệ thống này thay thế hoàn toàn việc tách chiết thủ công như trước đây, giúp tiết kiệm thời gian xét nghiệm và làm giảm nguy cơ lây nhiễm cho kỹ thuật viên trong quá trình thực hiện xét nghiệm. Với hệ thống máy này, mỗi ngày CDC Nghệ An có thể tiến hành làm xét nghiệm được 600 mẫu bệnh phẩm. Được biết, từ khi xuất hiện dịch COVID-19 cho đến nay, CDC Nghệ An đã tiến hành xét nghiệm PCR 17.492 mẫu bệnh phẩm, test nhanh 1.954 trường hợp. Việc trang bị hệ thống xét nghiệm hiện đại sẽ giúp nâng cao năng lực xét nghiệm cho CDC Nghệ An, giúp công tác sàng lọc, phát hiện cách ly, điều trị kịp thời, không để lây lan ra cộng đồng. Sáng ngày 18 tháng 12, thì chuyến bay của Vietnam Airlines đưa 310 công dân Việt Nam từ Đức, quốc gia đang được đợt phong tỏa chặt chẽ vì đại dịch COVID-19 lần thứ hai về nước, đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trong hai ngày 17 và ngày 18 tháng 12, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa 310 công dân Việt Nam từ Đức về nước. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học, người cao tuổi và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Trong bối cảnh dịch bệnh khiến việc đi lại trở nên khó khăn, các cơ quan đại diện Việt Nam đã chủ động phối hợp, hướng dẫn công dân các thủ tục cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam di chuyển đến địa điểm tập trung tại sân bay Frankfurt, Đức. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt đã cử cán bộ tới sân bay để hỗ trợ trực tiếp công dân hoàn tất các thủ tục trước khi lên máy bay về nước. Nước Đức đang trong đợt phong tỏa chặt chẽ vì đại dịch COVID-19 lần thứ hai, khi số ca lây nhiễm mới và số người chết ngày một tăng. Tất cả các cửa hàng bán lẻ đều phải đóng cửa từ ngày 16 tháng 12 năm 2020, trước mắt đến hết ngày 10 tháng 1 năm 2021. Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới trong bản tin tiếp theo, và mời mọi người đăng ký kênh để theo dõi.